Mình đã có ở đây nguyên một list top những video nhiều view nhất ở trên TikTok và YouTube Short. Và hôm nay chúng ta hãy cùng xem những video đó với nhau để xem phần mềm nào có nhiều video blog post thú vị nhất. Hãy cùng tìm những bí mật mà admin ẩn giấu. Và đương nhiên những platform này có rất là nhiều. Nó có thể là bí mật, code hay bất kỳ một sự thật nào đó chúng ta chưa từng biết. Và trước khi vào clip thì đừng quên mọi dịch vụ về Toilet, Tower Defense, Anime Defender hay blog post đều có ở dưới phần bình luận mình đã ghim lên. Và lấy bỏng ngô đi các bạn, chúng ta sẽ vào clip thôi nào. Let's go. Ok, và clip đầu tiên chúng ta có hình 7 thanh kiếm khá là lạ các bạn ơi. Thì không biết đây có phải là những thanh kiếm Blowfoot sắp update không, bởi vì ông ấy ghi là New Sword Leak, Sword Rework. Và nếu kiếm ở trong Blowfoot sửa lại thành những cái kiếm này thì sử dụng nó rất là điên rồ. Và máy các bạn sẽ, mình nghĩ là FPS nó sẽ tụt đi khá là sâu đấy. Và chúng ta còn có một clip leak nữa về sức mạnh của admin các bạn ơi. Ở trong clip là admin Rinra đang gồng Haki lên trong một thanh kiếm nào đó. Như tôi nhìn không nhầm thì đây là một trong những thanh katana, chứ tôi không nhìn thấy đây là một thanh Tushita hay là Yama gì cả. Nhưng khi Haki lên thì nó lại có một cái màu đỏ rất là giống với Yama hay là Tushita luôn. Trong cả hai thanh kiếm này đâu có giống trong clip đâu ta, bởi vì nó hiện rõ màu đỏ ở đây mà. Nhưng trong clip thì chuôi kiếm lại màu xám các bạn ơi. Không biết đây là một thanh kiếm được rework hay là một thanh kiếm hoàn toàn mới các bạn nhở. Nhưng Haki như này thì thật sự phải nói rất là đẹp đấy. Và các bạn ơi, những bạn mà có máy yếu ấy thì khả năng cao là sắp tới phải từ bỏ con game này rồi. Và đặc biệt chúng ta còn có một cái khẩu súng mà có thể gồng được Haki. Có thể nhìn thấy Haki của thanh kiếm đã rất là đẹp rồi, nhưng khẩu súng nó cũng như vậy các bạn ạ. Oh my god, lúc mới ra khẩu súng thì chúng ta có thể nhìn thấy cái ngoại hình của khẩu súng nó màu đen ha, và nó có Haki y hệt cái thanh kiếm vừa nãy. Thì không biết đây là hai vũ khí có đi cùng với nhau không, nó có combo không, hay là một cái khẩu súng hoàn toàn mới thì chắc phải ra mới biết được các bạn ạ. Và đằng sau của chúng ta là một hòn đảo hoàn toàn mới các bạn nhá. Mình chưa bao giờ thấy hòn đảo nào ở trong Blowfoot nhìn như này luôn. Và hòn đảo này các bạn có thể thấy là rất là nhiều công trình, cùng với đó là có một cái cáp treo ở đây. Cái gì này, Darkport. Trái ác quỷ kết hợp giữa trái bóng tối và trái cổng hả? Nhưng mà cái icon của nó thì là trái dark với cả trái bóng tối. Nhưng mà sao ngoại hình nó lạ thế? Có một sự kết hợp giữa trái băng, trái rồng. Ừ, đây là sự kết hợp giữa trái băng và trái rồng. Và khi combo thì nó sẽ như thế nào đây? Để xem nào. Ôi, ui. Wow, một sự kết hợp giữa trái bottle và trái bóng tối. Nhưng chắc chắn đây là ghép rồi các bạn ạ. Mới vào game thì tôi thấy có lõi gì xuất hiện này anh em. Giờ để tôi đi tìm nó xem nó đang ở đâu nhé. Ông này không biết cái lõi này nó đến từ đâu hả? Ổng cày lên 1050 các bạn. Không biết cái đấy là cái gì nhỉ? Từ khi chơi Blowfoot đến bây giờ lần đầu tiên tôi thấy nó xuất hiện đó, mà không biết nó là gì. Có anh em nào biết cái đó là gì không thì để lại. Ôi vãi, ông này ông ấy đã chơi Blowfoot đến level 1000 năm rồi mà ông ấy không biết cái lõi ha. Bởi vì bình thường level 800 là các bạn đã được qua bên C2 rồi. Và nếu các bạn cày đến level 1000 năm có nghĩa là gần cuối hành trình rồi. Suốt ở bên C2 các bạn không biết cái nhà máy thì chắc là cố tình các bạn ơi. Kệ đi, tự khám phá. Ở câu này hợp lý đấy. Combo T-Rex Gob Human yêu thích của tôi, của Snake the Gamer, cũng là một người tham gia trong server Pixelmon SMB các bạn ạ. Thì để xem Snake BB nha các bạn nhá. Oh my god, trông lắc lắc như này biết pro rồi đấy. Ui ayya, một cái combo T-Rex này hợp lý nha. Thật tình cờ mình cũng có một trái T-Rex vĩnh viễn, nên là nếu mà học được cái combo này của Snake thì 30M nằm trong tay các bạn ơi. Uầy, phải nói là không có một kẽ hở luôn các bạn ạ. Ây da, 16.000 đam, một combo liên tiếp mà còn chưa hết chiêu nữa. Duyệt, và trong tương lai gần khả năng các bạn sẽ thấy mình học cái combo này đấy. Ratu 30M, ok để xem. Oh, lại một 30M tương lai à. Wow, 30M bên C1 các bạn ơi. Oh my god, oh. Tính ra nhìn combo, uầy. Vai. Tính ra nhìn combo của mấy ông bên C1 này cảm giác cuốn, thật sự cuốn hơn cả combo bên C3 cơ. Bởi vì nó đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả ấy. Và thật sự những cái võ này là những cái võ chúng ta rất là ít dùng sau này, cho nên là được nhìn những cái combo này phải nói là mãn nhãn luôn anh em ơi. Ủa, hình như trong ba lô ông này ông ấy có trái dòng rework hả? Rồi ông sẽ dùng sao đây ta? Ui, 11 triệu belly á. No, chắc chắn đây là cắt ghép rồi, chứ admin không dễ gì cho nó lộ quá như này đâu các bạn ạ. Khi nào dùng thì tôi tin các bạn nhé. Và chúng ta còn có một cái thanh kiếm gì ở đây nhìn khá là lạ các bạn ơi. Trái cao su V8 ở video của Long R. Ok, ủa
biến to Phật tổ mà vẫn dùng được biến hình của Luffy, dùng được cả biến kim cương nữa, kèm theo đó tay là trái bột và đấm vẫn tăng tầm như bình thường. Trời ơi, ác quỷ đấy chứ, biến được tộc nữa chứ. Mô Phật cao cường. Chỉ là một cái box bình thường thôi. Ok, được một cái Ice Fruit. Chỉ là một video bình thường thôi. Bạn hãy nghĩ lại đi. Cái video này nó không bình thường các bạn ạ. Cái thứ không bình thường ở trong clip này không phải là cái fruit box ông này lấy được, mà là cái ba lô của ông này. Làm sao mà tất cả mọi trái ổng đều có 100x trở lên. Cùng với đó là ông ấy đã sở hữu 100 cái game pass trái quỷ. Và kho đồ này đi red chắc bao nhiêu F, chắc vô hạn F luôn các bạn nhá. Ok, ông bạn này đang đi đến con The Saw xong đánh. Đến lúc mà nó vừa spawn ra luôn. Rồi xong đứng đây giả làm The Saw luôn mà. Ôi ông này vào đánh như thật ạ. Rồi hình như là thế, ổng thấy có vấn đề rồi. Nhưng ổng vẫn đấm các bạn ơi. Ôi. Cùng mình xem qua những hình ảnh mới nhất về bản cập nhật sắp tới trong Lockfoot nhé. Quay, đẹp thật sự luôn các bạn ạ. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có một sim mới, đó chính là C4. Phải công nhận một điều rằng C4 C4 đây á? Ủa thật luôn hả? Được thiết kế đẹp thật sự các bạn ạ. Sao có con ngựa ở đây? Sao không liên quan nhỉ? Tin chuẩn đúng đây. Tất nhiên không thể hiểu đó chính là hòn đảo mới. Khi mình xem qua thì thấy có vẻ như hòn đảo này được thiết kế giống với đảo trời, với rất nhiều các tòa nhà khác nhau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 3 tộc mới, đó chính là tộc Kaido, tộc Samurai và tộc Zombie. Các tộc này sẽ có dạng thức tỉnh khác nhau, rất là ngầu luôn. Các bạn có thể xem qua tộc Kaido khi thức tỉnh này, tộc Samurai khi thức tỉnh và tộc Zombie khi thức tỉnh. Wow, quá là tộc Kaido á. Chưa hết đâu nha, sẽ có các loại trái quỷ được làm mới lại bộ kỹ năng, thêm trái quỷ mới và vũ khí mới nữa. Nhìn qua thôi đã thấy mê rồi các bạn ạ. Và đó chỉ là video fanmade về bản cập nhật sắp tới của Blockfoot. Cái gì đó? Tôi xem một hồi hóa ra cuối clip đó là video fanmade ạ. Bởi vì tôi nghe thấy cái tộc Kaido là tôi đã thấy cấn cấn rồi các bạn ơi. Kaido là tên của một nhân vật, tại sao nó lại được đại diện cho cả một tộc nhỉ? Cùng với đó là một tộc zombie. Tôi nhớ lần cuối tôi xem Blockfoot làm gì có zombie, khá là lạ các bạn ơi. Ok, và chúng ta đã xem xong 10 video bên TikTok rồi, và hãy chuyển qua YouTube Shorts để xem có gì thú vị hay không các bạn nhé. Trái control with RTX on. Ui, RTX on là sao ta? Ôi đẹp điên các bạn ơi. Ây da, tính ra nếu mà khi mà có RTX, có cái cạc đồ họa vào hay là cái này gọi là cái gì mình cũng không rõ, nhưng mà nó đẹp như này hả? Và thậm chí máy ổng vẫn còn mượt để có thể combo BB được cơ. Và nó không hề giật một tí nào. Hãy cho tôi biết giá trị của cái máy đi. Super Fruit Box. Rồi, chúng ta có một clip một anh bạn hình như là mở Super Fruit Box đây. Mình cũng rất là tò mò, nếu mà họ mở Super Fruit Box thì họ sẽ được những cái gì? Hên thì được chạy Shadow vĩnh viễn đây. Rồi, Ice Fruit. Một trái mà cũng có tỷ lệ ra khá là cao. Đây mới là thứ mà chúng ta cần đợi này. Một cái dương màu hồng. Và ở cái dương hồng này thì permanent love fruit luôn. Một trái love vĩnh viễn. Và trái love ấy mình thấy còn ngon hơn cả trái shadow cơ. Thế tính ra ông này mở ra hên phết đấy chứ. Rồi chúng ta có ở đây một trái dragon reward. Đâu nào, để xem dragon reward ông này sẽ làm như thế nào. Ui. Ê, tính ra dragon reward làm như thế đỉnh nha. Đây chắc cũng chỉ là video fanmade thôi, nhưng mà fanmade như này thật sự rất là đẹp đấy. Như cái cánh hơi lỏ, cánh giống Tornadus trong Pixelmon. Rồi, chúng ta có ở đây chấm điểm độ ngầu của các tộc trong Blockfoot, tộc V4. Rồi. Wow. 100.000 độ ngầu hả? Thỏ. 30.000 độ ngầu, không ngầu bằng thiên thần được. 50.000, đúng cái này cũng không ngầu bằng thiên thần được. Nhưng Human mình nghĩ ngầu nhất. Quỷ. Ây da. Quỷ cũng ngầu các bạn ơi. Công nhận nha. Mình thấy ông này chấm điểm khá là chuẩn. Bởi vì là quỷ, human và thiên thần, nó có những cái dáng đứng khi mà biến tộc V4 ấy, nó rất là ngầu. Còn các tộc khác khi mà đứng ấy, nó trông khá là hiền ấy. Cho nên là mình cũng khá đồng tình với clip này. Các bạn có thắc mắc là Blockfruit của Mr. Lộc trị giá 1 tỷ có những gì không? Thứ nhất là võ điện, thông thạo 1, không kinh nghiệm. Trái Spider-Man, thông thạo 191. Cheaper Katana, thông thạo 1, không kinh nghiệm. Item có kiếm ốc chó, mũ ốc chó, trái kim cương, trái revive, trái băng, trái chóp, trái spin, trái kilo và rất nhiều trái huyền thoại khác. Ngoài ra còn có áo pizza trị giá 10 tỷ đồng. Các bạn có 3 giây để đăng ký kênh, tôi sẽ vứt cái ạc này vào sọt rác. Mình nghĩ là không cần đăng ký kênh, hình ảnh cũng đã vứt sẵn vào sọt rác rồi các bạn ạ.
blog cũng sắp bị xóa. Và có rất là nhiều người nói là nó trùng bản quyền với một cái game chính thức của One Piece, đó chính là một cái game dựa trên cái phim One Piece chuyển thể live action Netflix các bạn ơi. Ủa, thật luôn hả? Có game đấy hả? Mình không biết nhở. Game này lúc mà sinh ra là không có ai chơi, và ông trong video này nói game đấy là rác các bạn ơi. 100 người chơi và 45 lượt thích ạ. Vãi. Một cái game có full tất cả các bản quyền, tại sao người ta không làm được tốt như bên Blockfoot ta? Hãy tuyển Rinra vào đi, và cái game này nó sẽ trở thành một trong những game đỉnh cao nhất thế giới luôn đấy. Rồi, được tạo bởi Netflix các bạn ạ. Vậy là tổng quan cái clip này là ông này sẽ nói là có khả năng cao và Blockfoot sẽ bị xóa, bởi vì là trùng khá là nhiều nội dung của One Piece và rất là trùng với nội dung của cái bản chính thức của One Piece là ở Netflix nó làm các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ việc Rinra càng ngày càng đổi tên cũng như là thay đổi nhiều thứ trong game này nên là nó cũng không giống đến mức là bị xóa đâu các bạn ạ. Nào, con trai ngoan của ta, hãy mau ăn trái này vào đi, nó sẽ giúp con mạnh hơn đấy. Không, con không ăn trái đấy đâu, trái đấy phê lắm. Mày mà không ăn là tao không cho tiền đi chơi đấy. Chả sợ, còn có bạn gái đách đâu mà chơi. Không sợ à? Thế thì tao không cho mày nghe nhạc Jack nữa. Hả? Giờ con nghe nhạc Sơn Tùng rồi, Jack lỗi thời rồi. Ây à, nếu không ăn, tao xóa Free Fire nhá. À, dạ, con ăn ạ. Làm gì có người phụ huynh nào mà bắt con ăn trái kilo xong rồi xóa Free Fire. Trông ông này nghiện Blockfoot lắm chứ có nghiện Free Fire đâu nhỉ. Nhưng mà tôi thấy cái sự va chạm không hề nhẹ giữa hai ca sĩ hàng đầu Việt Nam nha. Ok, Armin Violet làm gì trong clip này đây? See comment. Ổng đang flex, ổng có lệnh các bạn ạ. Ổng có thể dùng cái lệnh các bạn ạ. Ổng flex ác các bạn ơi. Crazy, isn't it? Yes! Granted. Trời ơi, tôi biết ổng admin rồi, ông không cần phải khoe đâu. Tôi cũng thể làm vô hạn unit trong Toilet Tower Defense bởi vì tôi cũng có sức mạnh của admin, nhưng mà bên Blockfoot thì không có. Trái sao khi mà bật RTX lên, ui để xem nó đẹp đến mức nào các bạn nhé. Ui, nó đẹp dã man các bạn ơi, thậm chí nó còn đẹp hơn trái cồn trâu vừa nãy đây. Wow. Nếu mà bật RTX lên không khác gì Minecraft phiên bản bật shader lên các bạn ạ. Ôi nó đẹp dã man luôn. Giá như tôi được chơi cái này thì chắc là tất cả các bạn được xem Blockfoot một cái phiên bản gọi là premium, một cái phiên bản siêu VIP rồi. Nhưng mà rất tiếc là nếu chơi Blockfoot phiên bản đó thì đầu tư cho mình máy mới đi anh em. Làn khứa vô khỉ. Còn đây là con vua khỉ. Và nghe, hôm nay tôi sẽ đứng đây để thay thế vị trí của con vua khỉ. Và bất kỳ ai hạ thì tôi sẽ nhận được cái game bát thuyền siêu cấp. Và tôi đã chỉnh chỉ số mình bằng với con vua khỉ rồi. Cho nên hoàn toàn yên tâm vào việc miếng hứa xì màu sẽ hạ được tôi. Content hay đấy. Nhưng mà ngắt thì ra chỗ khác. Sau khi chờ tầm 5 phút thì khứa đầu tiên đã xuất hiện. Vậy thì nó đã bắt đầu gõ vô mỏ tôi. Cho nên vua khỉ quyết định phản kháng. What? Ủa tôi đâu nâng mili đâu mà nó ngẫm luôn rồi. Và thế là mấy khứa nấp nghỉ chơi tôi luôn. Nên tôi mới xài tới tuyệt chiêu cuối cùng. Chả thông báo lên luôn chứ không thôi tới chiều chưa là nó giết được tôi luôn. Và nhờ cái thông báo đó mà bọn khứa Kitsune level 300 mấy đã tới tìm tôi. Vậy vì nó cầm Kitsune cho nên tôi quyết định làm cho trận chiến khó khăn hơn nhiều. Tôi sử dụng phân thân để cho nó quấn với ba con vua khỉ. Vậy vì nó level 300 mấy cho nên tôi cũng chơi nhiệt tình hơn. Nhưng mà xong cái nó bị đàn hát chứ. Thế là vì thấy nó quá tội nghiệp cho nên tôi định nhường nó lần sau. Chứ không là không bao giờ tôi phát được quà luôn á. Đúng rồi, khứa vua khỉ. Mình cứ tưởng là ở clip này ảnh cứ đánh như thế thật thì chắc không phát được quà đâu, nhưng mà cuối cùng ảnh cũng có chút tình người. It's raining fruits. Trời ơi, lại là một clip nữa về sức mạnh mưa trá quỷ các bạn ơi. Bye. Oh no, I am starting to lag. Too many fruits. Một cái fun fact nữa, các bạn đã biết rồi là những cái clip mà mưa trá quỷ như này thì 10 clip thì phải 11 clip là dùng cheat các bạn nhá. Chứ trá quỷ mà như này thì thật sự rất là lạm phát, và game này nó nát từ lâu rồi. Cho nên mình đang nói gì này, mình đang nói một cái thông tin mà anh biết sao. Ý của ông là gì? Nhìn ra tài khoản của bạn đang bị điều tra, và đến khi rõ ràng mọi chuyện, bạn sẽ phải bắt đầu chơi như một người mới. Không thể nào. Thật không thể tin được, tôi đã trở lại những ngày đầu tiên khi chơi Blockfoot. Hey Nob, cần giúp đỡ gì không? Ôi trời ơi, là Akaza. Tại sao cậu ấy lại ở nơi này? Hết pen rồi ở lại Akaza. C, đó và nhận nhiệm vụ đầu tiên. Và bạn phải đánh bại 5 tên hải tặc. Có vẻ cậu ấy đang ở đây để giúp đỡ những người mới. Cảm ơn cậu, tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Wow, bạn thật sự có tiềm năng của một chiến binh. Dính đến sức mạnh của mình, vẫn còn khi đã bị reset. Này các bạn, xin hãy giúp tôi. Gì nữa vậy Bacon, đã có chuyện gì? Có một người đã lấy mất trái quỷ của tôi và đã chạy mất. Bacon ngốc này, suốt ngày bị những tên đó dụ dỗ. Tôi đang rất bận, tôi sẽ không giúp cậu nữa. Này Bacon,
hãy cho tôi biết người đó trông như thế nào. Tên đó mặc đồ màu trắng và có đôi cánh màu đen. Được rồi, nếu Akaza không giúp cậu, tôi sẽ đi với cậu. Nhưng cậu chỉ có cấp độ 2, làm sao để giúp tôi? Tôi không chắc sẽ đánh bại hắn, nhưng tôi sẽ thử. Cùng đi kiếm hắn với tôi là Bacon. Tại sao tên nhóc đó lại biết tên tôi nhỉ? Tôi có nên đi theo tên nhóc đó và giúp cậu ấy không? Sau khi xem mình vẫn chưa hiểu cốt truyện nhỉ? À, đau đau. Bạn nào giải thích cho mình với. Mình cũng xem rất chăm chú chứ có nói cái gì linh tinh đâu. Ok, và đó là 10 video tiêu biểu nhất của TikTok cũng như là YouTube Short. Và tất nhiên còn rất là nhiều video khác, nhưng cũng có khá là nhiều video mình đã từng xem rồi. Cho nên là hiện tại chúng ta chỉ xem những video này thôi. Và nếu chỉ có 10 video mỗi nền tảng thì chúng ta cũng chưa thể biết được đâu là nền tảng có video thú vị nhất. Cho nên các bạn hãy comment bên dưới để xem những clip các bạn vừa xem là các bạn thích ở bên TikTok hay các bạn thích ở bên YouTube hơn nhá. Cá nhân mình thì hiện tại mình đang cảm thấy ở YouTube ấy, nó có rất nhiều content mới hơn. Còn TikTok thì nó vẫn khá là vui. Còn ý kiến các bạn như nào hãy bình luận bên dưới nha. Và đừng quên mọi dịch vụ về Blog Food đều có ở dưới phần bình luận mình đã ghi lên. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Và chưa quên tôi là Chia Tơ. Bye bye.